Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan thì ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dụng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh thầy mà xin và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến thầy và tin rằng thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Thưa cộng đoàn, Ngày hôm qua chúng ta đã suy niệm về niềm vui của người tín hữu. Niềm vui không ai có thể lấy mất được. Niềm vui mà như Thánh Phaolô nói, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay thương giai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ loài thọ tao nào, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là một niềm vui chắc tin, đó là một niềm vui của một niềm tin chắc thật tin rằng chúa yêu chúng ta tin rằng ngài đang sống với chúng ta theo cách thức của ngài đôi khi đó là một sự hiện diện trong thinh lặng nhưng là một sự hiện diện sống động tin rằng ngài có đủ quyền năng để cứu thoát chúng ta tin rằng người thực sự yêu chúng ta người có khả năng can thiệp một cách nhiệm màu người không bỏ rơi chúng ta và người rút ra điều thiện từ điều ác bằng quyền năng và tính sáng tạo vô biên của người tin rằng tiền chúa bước tiến khải hoàn trong lịch sử cùng với những người được gọi, được chọn và trung thành. Một người có lòng tin như thế, thưa cộng đoàn, thì chắc chắn một người có lòng tin như vậy họ sẽ không bao giờ sợ hãi, không bao giờ thất vọng, không bao giờ oán thù. Trái lại, người có một lòng tin như thế sẽ luôn được Chúa bảo đảm rằng họ không chỉ làm được những việc chính Chúa đã làm mà còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Bởi vì bất cứ điều gì chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu thì chính người sẽ ban cho là bởi vì như chính Chúa đã nói Chúa cha yêu mến anh em Vì anh em đã yêu mến Thầy Và tin rằng Thầy từ Chúa cha mà đến Điều bi đát như Chúa nói trong bài tin mừng Cho đến nay chúng ta đã chẳng xin gì nhân danh Chúa Hoặc nếu có thì chúng ta phải tin rằng Chúng ta đã được nhận lời theo cách thức của Chúa Và theo ơn Chúa muốn ban Tôi rất thích cách diễn tả của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16 trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Peter Seawalk. Khi đã được hỏi, Đức Kitô nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở. Nhưng khi con tôi cầu Chúa giúp để làm bài tập ở trường, thì thú thật nó đã chẳng bao giờ được tỏa nguyện. Trước câu hỏi khó khăn này, Đức Giáo Hoàng đã trả lời, người ta cầu nguyện chẳng hạn để được sức khỏe, mẹ cầu cho con, chồng cầu cho vợ, Người ta cầu cho dân tộc mình được lạc lối Và chúng ta biết những lời cầu đó không luôn được nhận lời Điều này có thể trở thành một thắc mắc lớn Cho những ai đang ở trong cơn thập tử nhất sinh Họ sẽ tự hỏi tại sao chú im tiếng Tại sao Ngài không trả lời cầu xin của họ Tại sao Ngài ẩn mặt Tại sao tôi lại gặp điều trái ngược với những điều mình xin Cái khoảng cách giữa lời hứa của Đức Kitô Và những gì con người kinh nghiệm trong cuộc sống đã làm cho mọi thế hệ, mỗi người và cả chính bản thân tôi luôn phải suy nghĩ. Chính mỗi người chúng ta rồi cũng phải tìm ra cho mình một câu trả lời để cuối cùng hiểu được rằng tại sao Chúa lại nói thế với mỗi người chúng ta. Thánh Augustine và các giáo phụ khác theo các ngài Chúa ban cho chúng ta cái tốt nhất. Cái đó có thể lúc này ta chưa biết được. Nhưng cái gì tốt nhất thì ta lại thường nghĩ khác hẳn với Chúa. Có lẽ ta phải học chấp nhận những kinh nghiệm và đau khổ gặp trên đường đời và coi đó như là thánh ý của Ngài. Con đường Chúa nhiều khi là một con đường đáng sợ nhằm uốn nắn và đổ khuôn lại cuộc đời. Nhờ đó ta thay đổi và trở nên ngay thẳng thật sự. Như vậy câu hãy xin sẽ được chắc chắn không có nghĩa Chúa là cái kho để chúng ta muốn lấy gì thì lấy hầu lấp đầy chỗ trống của chúng ta và làm cho đời ta thoải mái hay Ngài là kẻ sẽ cất đi đau khổ và những câu hỏi trong ta trái lại cầu hay xin sẽ được có nghĩa là Chúa chắc chắn nhận lời ta và sẽ ban cho chúng ta những gì mà Ngài cho là phải là đúng ở đây chúng ta tôi xin gặp lại lời của Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ đã cảnh giác mỗi người anh em không có vì anh em không xin anh em xin mà không được vì anh em xin với tả ý để lãng phí trong việc hưởng lạc xin chúa giúp cho mỗi người chúng ta có một lòng tin mạnh mẽ để chúng ta dám tuyên xưng đức tin bằng cả cuộc sống mình nhờ đó mai này chúng ta sẽ được phục sinh với chúa và đó là ân huệ lớn nhất chúa muốn ban cho chúng ta và chắc chắn người sẽ ban cho chúng ta nếu chúng ta tin vào người xin chúa chúc lành cho anh chị em